Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, ở cái video này thì mình tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta nhận 8 cái đồng token GEU xấp xỉ 6,4 đô. Và cái kèo AROP này sẽ có 8.000 ví nhận ngẫu nhiên nha các bạn. Cho nên là cái cơ hội trúng kèo này khá là cao. Và cái kèo AROP này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 6 năm 2022 nha các bạn. Rồi, ok thì xin mời các bạn hãy bấm nút Start để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ này. Ở đây thì các bạn hãy nhập cho mình cái mã captcha như trong hình nhé. Rồi. Ở đây thì các bạn nhấn Join AROP. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Các bạn quay trở lại chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Rồi, ở đây thì các bạn hãy follow Twitter cho mình. Các bạn kích vào đây. Các bạn bấm theo dõi cho mình. Rồi các bạn kéo lên. Ở cái bài game này thì các bạn nhấn tim bấm mũi tên đảo chiều. Và sau đó thì các bạn bấm vào comment, chúng ta sẽ comment, sau đó thì chúng ta sẽ tag 3 người bạn nhé. Rồi, các bạn bấm trả lời. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào nút chia sẻ và các bạn sao chép cho mình cái liên kết này. Rồi các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm các cái nhiệm vụ tiếp theo. Rồi ở đây chúng ta sẽ join vào cái nhóm Telegram Channel này. Các bạn nhấn join. Rồi các bạn quay trở lại bot. Ở đây thì các bạn bấm submit. Tiếp theo ở đây hỏi mình đã join vào hai nhóm này chưa. Nếu như bạn tham gia rồi các bạn nhấn đâu. Rồi ở đây yêu cầu chúng ta gửi cái username Twitter để các bạn gửi cái link link trang cá nhân Twitter nhé, thì các bạn dán cho mình cái link nhiệm vụ, sau đó các bạn xóa cho mình cái ký tự này đi. Rồi tiếp theo ở đây hỏi mình đã join vào cái nhóm Telegram Channel nhà phân phối các cái kèo AROP chưa. Nếu như tham gia rồi thì các bạn nhấn đô giúp mình. Rồi ở đây yêu cầu chúng ta gửi địa chỉ ví chủ của chỉ ví cái ví BEP20, tức là cái đồng BNB trên cái ví chút Wallet hoặc là MetaMask ấy. Trên ví chút các bạn kích vào cái đồng BNB, các bạn bấm nhận. Sau đó các bạn kích vào đây, chúng ta sao chép cái địa chỉ ví này. Rồi các bạn dán cho mình vào đây. Rồi nhiệm vụ chúng ta như vậy đã xong nhé. Thì ở đây thì các bạn kích vào cái phần account để chúng ta xem thông tin. Đây là toàn bộ cái thông tin chúng ta. Khi mà các bạn tham gia thì các bạn sẽ có 8 cái đồng GEU. Rồi các bạn copy cho mình cái link này, chia sẻ cho bạn bè để chúng ta nhận thêm cái đồng token từ cái dự án này nha các bạn. Các bạn kích vào đây cho mình. Rồi trên đây là những cái thông tin tìm hiểu thêm về dự án này thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Rồi ok thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.